Chào mừng các bạn đã trở lại kênh Duy Tân Food. Hôm nay mời cả nhà cùng vào bếp với mình để nấu món chè khoai mì nha. Giờ hôm nay mình nấu món chè này với ba màu nè. Một màu là trắng tự nhiên, một màu từ màu xanh lá dứa và một màu từ màu tím lá cẩm. Đặc biệt trong mỗi viên chè sẽ có thêm một hạt đậu phộng rang giòn giòn rất là hấp dẫn luôn. Chè khoai mì sẽ được ăn kèm với nước cốt dừa thơm béo. Phần nước cốt dừa các bạn có thể để ăn kèm như thế này hoặc là mình cho vào nấu chung luôn cũng rất là ngon. Và cách làm món chè này cũng rất là đơn giản. Nếu thích mời các bạn cùng vào bếp thực hiện với mình nha. Khoai mì sau khi mua về các bạn là bóc vỏ này, mình rửa sạch, mình cho vào thao nước ngâm với một tí muối. Mình ngâm thời gian khoảng 2 đến 3 giờ cho nó loại bỏ bớt phần độc tố trong khoai mì đó. Sau đó mình đem ra mình rửa sạch lại và mình đem đi mài nha. Chè khoai lúc mình mua chưa bóc vỏ nó là 2kg đó, nhưng mình không có cân trong lúc này. Khi mình sơ chế xong á, mình cần làm bao nhiêu, mình cân bao nhiêu thì nó sẽ chính xác hơn. Các bạn có thể dùng cái bàn mài để mài khoai mì giống mình nè. Mài rất là đơn giản, hoặc là mình có thể cắt nhỏ ra mình cho vào máy xay sinh tố, mình thêm tí nước mình xay. Thì các bạn làm cách nào cũng được nha, nhưng mình thấy cách mài này thì nó ngon hơn nè, nhưng mà nó hơi cực xíu. Trong lúc mài thì ở bên trong cái củ khoai mì sẽ có cái cọng xơ ở trong giữa đó, các bạn canh mà mình loại bỏ cái phần xơ đó luôn nha. Khoai mì này mình dùng bằng mài mình mài nó cũng nhanh lắm các bạn, nó không có lâu lắm đâu. Với 2kg khoai mì mình mài chỉ có 30 phút là xong à. Khoai sau khi mài xong á, các bạn có thể cho qua cái tấm vải hoặc là cái túi lọc cốt dừa, mình vắt kỹ phần nước luôn. Mình chia ra từng phần nhỏ mình sẽ dễ vắt hơn. Mình vắt nước qua một cái thao á, cái tí nữa phần nước này các bạn nên giữ lại, mình chờ nó lắng á, mình sẽ lấy phần tinh bột ở bên dưới nữa nha. Và mình nên chia ra những phần nhỏ á, mình sẽ dễ vắt hơn. Các bạn vắt kỹ luôn, vắt cho khô nước luôn. Nè, nó khô ráo vậy là được nè. Nè, phần nước này các bạn giữ lại, mình để cho nó lắng khoảng từ 30 phút tới 1 giờ á, nó sẽ lắng phần tinh bột ở bên dưới. Sau khi mình để 1 giờ rồi nè, nó lắng phần tinh bột bên dưới đó, mình chắc bỏ phần nước vàng ở trên. Phần nước vàng này thì mình bỏ luôn nha. Cái nước này là cái phần độc tố đó các bạn. Và phần dưới nó là tinh bột đó, cái này nó rất là dẻo ngon luôn. Nè, phần nước này thì mình bỏ. Cái lớp nó sẽ có một lớp tinh bột đóng chặt ở bên dưới á. Mình lấy phần này mình cho vào trong cái khoai mì mình đã vắt nước lúc nãy luôn nè. Cái này nó là giống như là bột năng đó các bạn. Mình cho hết cái phần tinh bột này vào nữa, mình trộn đều lên là mình xong cái phần sơ chế khoai mì. Và trong lúc này thì các bạn làm bao nhiêu mình cân bao nhiêu, còn không á các bạn có thể cho vào hộp á, cho vào ngăn đông, mình để khi nào mình cần lấy ra làm rất là tiện luôn. Mình cân là được gần 1kg luôn đó các bạn. Với 2kg khoai mì thô là khi mình vắt nước xong á, nó sẽ được khoảng từ 900g tới 1kg. Và mình đã để lại bớt, mình chỉ lấy 600g thôi. Và để viên chè nó mềm dẻo hơn thì 600g khoai mì mình thêm vào đây 60g bột năng. Mình cho thêm 2 muỗng canh đường nè. Mình nấu cái nước đường nó ngọt rồi nhưng các bạn nên cho một xíu đường vào đây á, để cho nó có ngọt từ trong viên chè luôn. Mình thêm khoảng 1/3 muỗng cà phê muối. Các bạn có thể mang bao tay vào rồi mình trộn đều cái phần này nha. Cái này mình phải trộn bằng tay nó mới đều nổi các bạn. Mình trộn đều xong á, các bạn chia cái phần khoai mì này thành 3 phần bằng nhau nếu các bạn muốn làm 3 màu giống mình. Còn nếu mà làm màu trắng không á thì không cần phải chia. Nè, mình đã chia đều ra 3 phần bằng nhau. Hôm nay mình làm màu trắng và màu xanh lá dứa và màu lá cẩm. Mình sẽ làm từ phần nha. Và mình lấy một phần ra mình làm cái màu xanh lá dứa trước nè. Cái này cái lá dứa các bạn dùng khoảng vài cọng lá dứa mình xay ra mình lấy nước. Và mình sẽ cho vào đây từ từ, cái lượng này nó không chính xác được. Cái lượng nước cho vào nó tùy vào lúc các bạn vắt nó có kỹ hay không nữa. Nên mình phải cho vào từ từ. Mình cho thêm phần này là 1 muỗng canh rồi nè. Mình không để khô quá, không bị nhão quá. Nhão quá thì mình vô viên không được. Còn khô quá khi mình nấu ra viên chè rất dễ bị cứng. Là tổng hồi nãy giờ mình cho vào đây 2 muỗng canh nước lá dứa rồi đó các bạn.
mình nhồi cho nó đều xong á, các bạn có thấy thể lấy một một phần giống như một viên á, mình ra mình vo vo cái viên thử, nếu mà nó không có bị chảy á, là nó được rồi. Mình không nên làm khô quá, cũng không nên làm nhão quá nha, nhão quá mình vo viên không được, còn khô quá thì ra viên chè rất là cứng. Nè, mình vo thử thấy nó thành viên vậy được, nó không bị bẹp xuống này, nó không bị bể nữa là được rồi. Cái này mình có thể canh bằng mắt thường chứ nó không có đo lượng nước được á, do cái lúc mình vắt khoai mì á, nó vắt kỹ hay không nữa. Và tiếp tục cứ như vậy mình làm luôn cái màu lá cẩm nè. Hồi nãy mình thấy cho 2 muỗng là vừa thì bây giờ mình cho 2 muỗng luôn nè. Rồi cho vào nhồi cho nó đều màu là được. Cái lượng nước cho vào nó không cần chính xác 100% đâu các bạn. Mình này mình canh bằng mắt thường mình thấy mình vo viên được là được hả. Và màu trắng thì để nó có cái độ mềm dẻo giống như vậy thì mình thêm đây là nước cốt dừa. Mình cũng cho 2 muỗng canh luôn. Các bạn có thể dùng nước cốt dừa hoặc là nước lọc đều được nha. Mình thấy cho nước cốt dừa vào đây thì nó cho viên chè nó béo luôn. Rồi mình nhồi cho đều nữa là xong phần là làm bột cho 3 màu nè. Chuẩn bị xong thì mình đi vo viên luôn. Trước khi khi vo viên mình cũng chuẩn bị sẵn một ít đây là đậu phộng rang. Đậu phộng rang này các bạn rang xong mình mà khi bóc vỏ lụa á, nhớ nhẹ tay mình giữ nguyên hạt á, mình dễ cho vào trong làm nhân hơn. Nếu không thích cách này các bạn rang xong mình có thể giả sơ được một tí nữa ra chén mình cho vô mình ăn kèm. Còn mình thấy cho vào làm nhân á thì cho viên chè nó hấp dẫn hơn mà không bị ngán nữa. Làm viên này cũng rất đơn giản luôn, thì tùy các bạn thích viên nhỏ hay viên to. Mình thấy cái viên chè này khoảng đầu ngón tay cái là vừa. Đầu ngón tay cái hoặc to hơn xíu thôi, cứ đừng to quá nó dễ ngán lắm. Mình cứ nhận cái viên cái hạt đậu phộng vào trong giữa là xong. Rồi, mình sửa cho nó tròn lại là xong rồi các bạn. Nè, vậy là xong một viên nè. Cứ tiếp tục mình làm cho hết cái phần còn lại nha. Cái chè khoai mì này cũng giống như cách làm chè ỉ thôi, nhưng mà mình thêm cái hạt đậu phộng bên trong cho nó hấp dẫn hơn. Sau khi mình làm viên xong á, cái phần chè này sẽ có hai cách để làm cho nó chín trước. Các bạn có thể cho vào xửng hấp nè, hoặc là mình luộc trước cũng được luôn nha. Và hôm nay là mình luộc. Nếu luộc thì các bạn nên nấu sẵn một nồi nước sôi, khi nào nước sôi rồi mình mới cho vào luộc. Còn không thích thì các bạn có thể cho vào xửng hấp, mình hấp chín cũng được nữa. Khi nước sôi rồi các bạn giảm xuống lửa trung bình, mình mới cho những cái viên chè mình làm lúc nãy vào. Mới cho vào các bạn cứ để im, mình đừng có đảo gì hết nha. Nhớ là nước sôi mới cho vào được, nếu nước không sôi các bạn cho vào nó dễ bị bể lắm đó. Cho vào các bạn cứ để im khoảng 1-2 phút mà mình mới dùng đũa mình đảo nhẹ. Mới cho vào mà các bạn đảo liền nó cũng rất là dễ bể nữa. Đầu tiên các bạn cứ nấu lửa lớn, khi nào nó sôi rồi mình giảm lửa trung bình, mình mới thả những viên chè này vào. Thời gian luộc khoảng từ 7 tới 10 phút tùy viên chè lớn hay nhỏ nữa. Khi nào các bạn thấy viên chè nó trong lại là được. Nè, mình cho vào 1-2 phút rồi các bạn mới dùng đũa mình đảo nhẹ. Lúc này viên chè nó cứng lại rồi thì nó không có sợ bị bể nữa. Và tiếp tục mình cứ luộc lửa trung bình khoảng từ 7 tới 10 phút. Khi nào các bạn thấy cái viên chè nó trong lại á, mình vớt ra mình cho qua thau nước nguội nha. Nè, mình luộc cũng gần 10 phút rồi nè. Nó sẽ có vài viên nó sẽ nổi lên trên. Nó không có nổi nhiều giống như là những cái chè trôi nước mình luộc đâu. Các bạn thấy cái viên chè nó trong lại là được. Mình vớt ra mình cho qua thau nước nguội. Chè mình luộc lên có màu đẹp ghê luôn các bạn. Có cái màu lá cẩm thì nó hơi bị nhạt. Do mình cho nước nhiều quá thì mình sợ nó mềm quá. Thì mình cứ để đây cho nó nguội. Và trong thời gian này mình sẽ đi chuẩn bị nấu luôn nước đường. Mình nấu nước đường trước rồi mình mới cho vớt cái chè này mình thả qua. Để nấu nước đường thì mình cho vào nồi 800ml nước. Cái này cũng tùy các bạn thích nước nhiều hay nước ít nữa. Nhưng mình thấy 800ml nước là vừa rồi. Và mình dùng hôm nay là mình dùng đường phèn. Cái này là 200g nè. Mình nếu dùng 200g thì độ ngọt nó cũng vừa phải. Thêm khoảng 1/3 muỗng cà phê muối.
mình cho mình dùng khoảng 2-3 cái lá dứa đó, mình rửa sạch rồi mình quấn lại nè, mình cho đây nấu để lấy mùi thơm. Nếu mà không có lá dứa hoặc là không thích cái dùng cái này á, các bạn có thể dùng hương vani. Và hương vani thì khi mình nấu xong mình tắt lửa mình mới cho vào nha. Mình nấu cho nó tan đường và nó sôi lên á, mình mới vớt những viên chè ở bên cái thau nước ở bên kia đó, mình cho qua đây luôn. Thì nước nó sôi rồi nè, và nó cũng tan hết đường rồi, mình vớt chè mình cho qua đây luôn. Các bạn nhớ vớt cho nó rõ nước nha. Khi mình cho những viên chè và nước đường rồi, mình giảm lửa nhỏ, mình nấu từ từ khoảng 5 đến 7 phút cho nó thấm đường là được. Cái phần nước này nè, nếu mà thích mà nước cốt dừa dùng chung á, các bạn có thể dùng cái nước dảo á, nước hai của nước cốt dừa đó, mình nấu trước. Rồi khi mà nó sôi và mình cho chè vào nấu thấm đường rồi đó, thì mình cho luôn nước cốt nhất vào. Còn mình thì mình thích là để nước cốt riêng, trang riêng, thì chè mình sẽ giữ được thời gian dài hơn. Mình nói là thời gian dài thì cũng là để từ sáng tới chiều, hoặc là khi tối và các bạn nấu thì mình dùng được ngày hôm sau, chứ cũng không có để lâu được nha các bạn. Nồi chè mình về đã xong rồi nè, mình đi nấu nước cốt dừa luôn. Mình cho vào nồi 400ml nước cốt dừa, thêm vào khoảng 2 muỗng canh đường và 1/3 muỗng cà phê muối. Và để tạo độ sánh, các bạn có thể dùng 1 muỗng canh bột bắp hoặc 1 muỗng canh bột gạo. Mình pha khoảng với khoảng 2-3 muỗng canh nước nè. Mình khuấy đều cho nó tan trước rồi mình cho hết vào đây. Cho hết vào rồi các bạn mở lửa nhỏ thôi. Mình nấu nước cốt thì mình không nên nấu lửa lớn đâu. Các bạn nấu lửa nhỏ, khi nào thấy nó sôi lăn tăn rồi á, mình để cho nó sôi thêm khoảng 2-3 phút cho nó chín kỹ phần bột là được. Nè, sau khi thấy nó sôi rồi mình cho nó nấu lửa nhỏ thêm 1-2 phút nữa cho nó chín kỹ phần bột. Vậy là mình xong phần nước cốt để ăn kèm rồi nè. Chè khoai mì này thì cũng giống như chè trôi nước hoặc chè ỉ, sẽ được ăn nguội hoặc là hơi ấm thôi, chứ nóng quá ăn cũng không ngon. Khi múc ra chén, các bạn cho ra chén rồi mình có thể chan nước cốt dừa lên. Và nếu thích mình có thể thêm một ít đậu phộng rang giã nhỏ đó. Vậy là món chè khoai mì với ba màu tự nhiên tuyệt đẹp của mình đã hoàn thành rồi nè. Có thêm phần nhân đậu phộng bên trong nữa, rất là hấp dẫn luôn đó các bạn. Hôm nào có thời gian các bạn hãy làm thử món chè này để mời gia đình mình thưởng thức nha. Cảm ơn các bạn theo dõi hết video của mình. Hẹn gặp lại các bạn video sau.